Você vai dormir onde? Hã? Mostra, mostra. Vai dormir aqui? Vai dormir aqui? Hã? Ô, đây các bạn này. Không biết là may mắn hay là như thế nào để gặp được cái chị này đây. Tối là giải chăn đang ngủ dưới này này. Đây này. Ngủ dưới đất đây này. Nào đây cô Beta. Ờ, tu đủ vài đủ miếng kì. Ở đủ sao? Ở phim điều ta mày. À dê. Đây. 4 năm em đây này. Tối ngủ dưới đất hết rồi. Ok, lo cho các bạn nha. Ok, hello chào các bạn nhé. Hôm nay mình xuống ở đây hơi muộn mà căn bản là Linh là cũng về hơi muộn để mình chở ít chiếu này vào trong trang trại cho mấy anh bảo vệ ở trong đấy. Tối anh vừa nghỉ ngơi vừa trông coi các thứ các bạn ạ. Đây, đi thôi. Mấy hôm nay là mưa to. Rồi là ở trong đấy là mọi thứ là các cái đồ mà cái để trong chỗ cái chòi đấy là của anh bảo vệ là cũng bị ướt ấy. Tối ngồi ở đấy thì mất cái chiếu ở đấy rồi. À không, bỏ mẹ cái lý do đi nhỉ. À, hôm nay là trời nó cũng mưa. Đấy mình chở mấy cái chiếu này vào luôn để phòng là đêm nay mưa là đây trời đang ra chuẩn bị mưa này các bạn này. Đêm nay mưa thì các cái anh bảo vệ ở trong đấy thì cũng có một số mấy bạn nữa là cũng ngủ ở trong kho đấy, mình xuống mình chở vào luôn cho mấy bạn đấy. Đấy vừa xong cũng mưa đây này, đường ướt hố ổ gà ổ vịt đây này. Căn bản là hôm nay xuống muộn quá chứ không thì xuống được từ chiều thì là cũng ok rồi đấy. Đã xuống muộn rồi Linh Philip này còn mà bắt hát karaoke mấy bài đấy chứ rất là. Đi trên đường chập chập tối này bắt đầu là người dân bắt đầu là đi mới đi về làm đồng về đấy các bạn này. Mình bắt đầu là ở cuối. Ô, bà này bà gọi gì không biết. Đây, thấy có hai mẹ con đứng ở đường gọi, vẫy tay gọi. Mình xem gọi cái gì. Đi mà cưới ra. Ô, cũng một chuyện. Có lẽ chuyện mà. À, você chama quem? Era sair lá. Sai onde? É aqui no Congo. No Congo? É no bairro aqui. Ah, bairro? Ah. Đi xin đi nhờ xe các bạn ạ. Này, hai mẹ con đi làm đồng về đây, đây có một em bé này. Ui giời. Tội chưa? Ta đi tan đi. Sí, đã đâu. Đi aqui. À, vamos. Dạ. Đấy, đi đường đấy, đi kiếm củi về đấy. Đây thì mình xuống mở cửa cho. Nó xe ta kì chứ? Ô, thế là mở cửa cái gì đấy? Ê, xu, vai ficar lá atrás. À. Yeah, we can add that, yeah? Okay. Tá bom. Sobe. Dạ. Yeah. Trời là cũng om om tối rồi các bạn ạ. Thấy hai mẹ con đi đường. Tá bom. Đi đường thì là xin đi nhờ xe. Xin đi nhờ xe thế là thôi rồi. Đấy, chở hai mẹ con về nhà đấy. Xem tình hình thế nào. Đi lên đi để chở nhanh nhanh nào. Để cho mẹ con về nhà. Đấy, nhìn trông tội các bạn ạ. Này. Hai mẹ con ấy nhà ở phía sau kia cơ. Ui giời. Đấy, tranh thủ mấy phút. Xong rồi. Vào trong trang trại sau các bạn. Ui.
như là chắc là mình đang chở ít chiếu đằng sau, như là vừa tưởng mình đi bán chiếu hay sao ấy. Vẫy lại các bạn, vẫy lại tưởng mua chiếu, hóa ra là vẫy lại là xin đi nhờ. Đi nhờ thì đi nhờ, sợ gì mà không cho đi nhờ, đúng không đẹp? Đây đẹp rồi. Đây. Yeah, aquí no bailo. Yeah, aquí, así. ¿Ah, sí? Yeah. ¿Casa así? Yeah, sí. ¿Dónde? Nunca, en Bajo. ¿Entara? En Nucapi. ¿Casa de Capi? Ah, ¿dónde? ¿Casa Capi, dónde? ¿Atala? Yeah. Ok. Chờ chị về tận nhà luôn nha. ¿Dónde, casa? Sí. ¿Entra? ¿Marido, tengo casa? Sí. ¿Tay? Ồ, hả? Đấy, hỏi chứ có chồng ở nhà không, không, không là lại tưởng là ấy. À, ok. Đấy, phải mở cho chị, chứ chị không biết mở, chưa điêu tôi bao giờ chưa biết mở. Tay. Ui giời. Đây, củi, củi đây. Đây, cuốc của cháu đây. Đây. Cuốc của em đây. Đấy. Đi đi. Hai đây. Đây, củi luôn. Tu ca ra ra tay ngô cô rồi. Si tê ra. Tay si tê ra. Nào tên. Em mê mù. Ai đây. Hỏi mình hỏi nhà có chiếu không để mình cho cái chiếu các bạn ạ. Cái rù mô tử ra ca ra. Hả? Hả? Tao đi casa. Đi vào xem nhà chị như thế nào nhé các bạn nhé. Rất là tình cờ luôn. Ôi, có xem gì đâu ta? À đây. Đây. Vamos. Ôi, tu du phi lưu. À đây. Phi lưu. Ồ, tao đi casa. À đây. Ôi, nhà còn sơn trắng này các bạn này. Tay bông. Ok. Ồ, cây nụ mía kì. Cây nụ mía. Phi lưu. Hả? Tối lắm. Nhà tối lắm các bạn ạ. Você vai dormir onde? Hả? Motora, motora. Ui. Hoje não é tipo vai dormir aqui? Vai dormir aqui? Hả? Ô này các bạn này. Không biết là may mắn hay là như thế nào để gặp được cái chị này đây. Ngủ dưới đất đây này. Nào đây cô Beta. Ờ, tu đủ vài đủ mía kì. Ờ, đủ sao? Ừ. Phi lưu ta bay. À, yeah. Đây, 4 năm em đây này. Tối ngủ dưới đất hết này. Vô đa si tê ra nhá. Vinh cả, vinh cả, vinh cả. Nhìn tội quá. Không dám ở lại lâu các bạn ạ, nhìn trông may mà lại vẫy mình lại ở dọc đường đấy. Ô thế nào, tình cờ rất là hay nhờ. Đây, kỷ niệm luôn cho chị mấy cái chiếu. Nào. Yeah. Yeah. Tô mà. À, você cũng là phi lưu nhá. Dạ. Yeah. Você cũng phi lưu nhá. Dạ. Ok. Dạ, yeah, chào nhá. Chào chào. À, phóng xa lên, chào chào nhá. Ok. Você tem? À, ra tay nhé. Đấy, nhà chị bên cạnh thì chị bảo chị có rồi. Rồi, ok, thế cho rồi thì mình đi đây. Nhá. Yeah. Hả? Nó tên kì? Fumba. À, depois, vou você voltar depois, já? Vou voltar depois, vou tenho coisa ajudar já?
Đây này các bạn đây này. Mấy você tá em quanto filho? Sete filho. Sim. Tá onde? Vai ficar aqui, tá onde? Tá onde? Oi. Oi. Três. Sete. Eu tenho 11. 11? Sim. Não. Tem quanto? Tem quanto? Tem sete. Você? Oito. Oito? Oito, bé, né? Sim. Oito. Você tem quanto? Hã? Não conhece? Ah, cinco. Quatro. Hã? Dez. Dez de bé, né? É. Chắc là không biết đâu ạ. Rồi, ok, nhá. Vô vòng tà depois, nhá. Já conhece casa, nhá. Ok. Tá bem. Chào nhá. Đấy, hai anh em đã đi đến đi đến trang trại rồi các bạn này. Đấy. Trang trại đèn đóm các thứ là đầy đủ hết này. Esse de segurança, já? Tira dois. Sim, sim. Já? São dois para segurança. Ah, dois segurança, depois guarda dentro para mim. Já? Guarda dentro para mim. Depois quem vai... bom trabalho, já? Tudo aqui, bom trabalho, vou dar. Tá bem. Já? Agora só vai tirar dois. Đấy, cái quan trọng hôm nay là tại vì sao mình đi xuống đây buổi tối ấy, các bạn ạ. Đấy, là vì là mình cũng muốn ngó qua cái chỗ khu resort kia một tí. Để ngày mai là mình chuẩn bị cho cái để ngày mai mình chuẩn bị cho một cái gọi là vật liệu để làm ở cái khu đấy. Vì là mấy hôm nay là cũng không đi vào trong này là cũng không biết là mấy anh đã làm đến đâu rồi. Đấy. Đây mấy anh bảo vệ buổi tối này thì cũng chắc là mới tắm xong là cũng không chưa mặc đồng phục đây. Ở đây là Linh hôm trước là có mọi người bảo là ở đây là cũng có mấy ngoài các anh bảo vệ ra thì là cũng có mấy bạn làm cho mình là cũng làm cho Linh là cũng ở lại cái trong cái kho này cùng trông với cả các anh bảo vệ. Anh bảo vệ đây là chủ yếu là trông dê, trông mấy cầy ở bên ngoài đấy. Đây. Đáng lẽ là mình vào đây sớm hơn ấy, khi mà trời vẫn còn sáng còn nhìn thấy ấy. Nhưng mà lại đi qua gặp hai mẹ con chị vừa rồi ấy, thì là vào nhà chị rẽ vào quay, phải quay xe lại. Thế là nên vào đây hơi muộn. Đây. Đèn này đi đến cái là phát sáng luôn. Đấy. Rồi, đây. Ôi, trong khu này tối quá nhỉ. Lần đầu tiên là vào trong trang trại ở chỗ cái trời tối này. Ô, segurança nào tem arma? Tem. Arma né? Sou uma arma né? Ok. Này. Úi giời. Chỗ này có cát rồi này. Mấy chữ đổ được ít cát ra đây. Amanhã cedo vai para falar o curso de trabalho aqui. Vai trazer mais área, nhá. À. Đây. Rồi, mình căn bản là hôm nay là mình đã kiếm được một cái loại vật liệu để làm rồi. Cái vật liệu đấy rất là hay luôn, không phải bây giờ không phải là láng nền xi măng nữa, ngày mai là mình sẽ đưa đến đây rồi các bạn sẽ biết nhé. Đây. Chỗ này các anh này cũng tôn nền lên hết rồi. Đây, còn chờ mỗi xi măng thôi. Đấy. Hay biết, buổi tối ở trong này là cũng hay biết đấy. Mấy hôm nữa là sẽ lắp thêm đèn ở đây nữa là sáng trưng hình trường luôn. Đấy. Rồi. Đấy, khu này là bây giờ chỉ còn đấy thôi. San phẳng hết rồi, làm cỏ hết rồi đây này. Ta cái đã xuống làm bài đã. Đấy, làm cỏ hết rồi, san phẳng rồi. Ôi giờ tên quan tế biết sao vai trai cái? Aqui... Quatro. Quatro nhá? Sí, quatro. Quatro, em 4.
cũng hỏi xem là chiều đây là để đi so traba lại ôi gì on tình nào traba nhá on tình tao mày on tình tao mày nhé todos os dias đây đây này on tình hoje mais velho san phẳng hết rồi đây o mais velho ficou só aqui ó để bố nhìn thấy rõ không à đấy quay mà không rõ chết dở rồi ok thôi còn cái vấn đề của nhà của hai mẹ con gặp ở dọc đường ấy thế là mình sẽ về mình xem mình sẽ quay lại một lần nữa để xem trong cái khu vực đấy là như thế nào các ngoài gia đình của chị ý ra thì còn các hộ gia đình khác ở cái khu vực đấy nó như thế nào nhé các bạn nhé thì rồi là mình sẽ có cái phương án để xem mà cần gì giúp đỡ thì mình sẽ giúp đỡ ở trong cái khu vực tạm thời ở cái khu vực nhà hai chị ý nhé các bạn nhé. Rồi ok bây giờ là sẽ quay trở về nhà đây. Đây gỗ ghiếc là cũng xếp rất là ngăn nắp rồi đây này. Đấy, mấy hôm không xuống là cũng khác ngay. Rồi ok chào các bạn. Chào các bạn. Ok.